Đấy, hiện tại thì thực ra như Khánh nói đúng thôi là rất nhiều người bây giờ nghe trái phiếu là chán rồi. Đấy, có khi trong group mình thế, mình nói đến trái phiếu mọi người cũng chán, mọi người cũng không muốn nghe. Nhưng thực tế ra ấy, là nếu mà ai biết đầu tư trái phiếu ấy là nó an toàn hơn ấy, mà nó chắc chắn hơn so với cổ phiếu rất là nhiều. Đấy. Thứ hai nữa là nếu mà mình biết tận dụng cơ hội những cái thời điểm mà thị trường nó lãi suất cao ấy, môi trường lãi suất cao ấy, mà mình tìm được những doanh nghiệp tốt ấy, thì mình lướt sóng trái phiếu cũng chắc hơn so với cổ phiếu. Mình dám lướt đi, nhiều khi cổ phiếu lúc thị trường nó đang down ấy, nhiều khi lướt không dám lướt, đúng không? Đấy, nhưng bởi vì giá nó cứ giảm liên tục, lướt không dám lướt, trong khi là cổ tức chưa biết đã được nhận hay không. Nhưng riêng trái phiếu nhé, là thị trường có khó khăn thì người ta vẫn phải trả lại, ưu tiên người ta vẫn phải trả lại. Có thể người ta không trả cổ tức nhưng lãi người ta phải trả, bởi vì nếu người ta không trả lãi thì người ta khó có cơ hội để phát hành lại trái phiếu được, hoặc là đi vay vốn từ ngân hàng được, nên buộc bằng mọi giá người ta phải trả lại, bởi vì người ta muốn giữ uy tín người ta phải trả. Thì cái đấy chính là một cái gọi là cái áp lực vô hình, nhiều khi chưa cần tài sản đảm bảo đâu, nhưng cái áp lực về uy tín ấy cực chẳng đã, người ta mới chậm thanh toán thôi mọi người ạ. Chứ còn đã riêng đã đi vay rồi ấy, là phải trả, không trả thì đừng mơ mà vay chỗ khác. Bởi vì bây giờ là gì, hệ thống liên ngân hàng nó liên thông với nhau rồi là rất khó đấy, mà có khi là dậu đổ bánh leo ấy, bị chậm chỗ này thì nó dành chỗ khác đấy. Mà bây giờ cái theo cái thông tư 02 ấy, là xếp hạng tín dụng, xếp hạng cái nhóm nợ là liên ngân hàng, chứ phải ông quá hạn đây ông không bị nhảy nhóm đâu. Nhiều khi quá hạn trái phiếu cái là rồi là cũng bị nhảy nhóm ở ngân hàng luôn đấy. Nên là gì, nên là tổ chức phát hành họ rất sợ chậm thanh toán trái phiếu, nên là khi mà thị trường mà càng khó khăn rủi ro thì đầu tư trái phiếu nó vẫn có độ an toàn cao hơn cổ phiếu rất là nhiều, trong khi lợi nhuận cũng không kém phần là thấp đâu. Nếu mà có những người đầu tư lướt từ tháng 10, tháng 11 năm ngoái đến bây giờ ấy, tính đến bây giờ ấy, lãi 50 đến 100% về trái phiếu là chuyện bình thường luôn, chắc chắn điều đó. Và chính Hòa là người có những trái phiếu của Hòa, nếu mà tính đến bây giờ mình bán đi là lãi trên năm là đến 100% luôn, là chuyện bình thường đấy. Mua có toàn là 60 70, bây giờ toàn bán là 100 hay 103, chưa kể đã nhận trái tức nửa năm rồi vẫn bán giá, tức là vừa lãi giá và vừa lãi cả trái tức luôn đấy. Nên là gì, nếu mà anh chị nào mà hiểu về trái phiếu để đầu tư thì độ an toàn nó cao hơn rất nhiều, lợi nhuận cũng có thể cao hơn rất nhiều so với cổ phiếu, mà nó đảm bảo chắc chắn, cái độ chắc chắn nó cao hơn. Nên là Hòa vẫn hy vọng là gì, ở đây chỉ có một số ít anh chị ngồi ở đây thôi, thường theo dõi thôi, nhưng Hòa vẫn hy vọng là mọi người sẽ học tập được để mà đầu tư cái này. Tất nhiên là trái phiếu nó khó hơn rất nhiều đấy, nó phức tạp hơn, nhưng mà khi mình hiểu rồi thì mình đầu tư mình sẽ thấy an tâm hơn rất nhiều đấy.